bị mềm lòng ạ. Dạ, thì thứ nhất em là người miền Trung nên là em ưu tiên là bạn nữ của mình cũng sẽ là gốc miền Trung. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. À, em tên là Nguyễn Thị Hạnh Ni. Năm nay em 25 tuổi. À, hiện tại công việc của em là phụ giúp gia đình làm may mặc ở nhà và đang học thêm tiếng Hàn. Ước mơ của em là em được trở thành một thông dịch viên. Rồi, mời nhà trai. Rồi, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên cạnh luôn ạ. Em tên là Trần Tiến Hội ạ. Năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Huế. Thì hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. Em làm bên sản xuất cà phê. Ủa, hồi nãy chị chưa nghe quê anh đi ở đâu? Dạ, quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế. Nhưng mà em vào đây với ba mẹ từ nhỏ. Vậy là hai bạn này cùng quê mà, bên đây cũng là Huế luôn. Đúng không? Bây giờ mình giới thiệu một chút về bản thân, điểm mạnh và điểm yếu của Ni là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người hết sức là thân thiện, dễ thương, dễ mến và dễ gần. Em có cái tính là rất là dễ bị mềm lòng ạ. Lúc đó mà có giận đi nữa thì cũng mềm lòng thôi. Mềm mà có cho mượn tiền rồi này kia gì không em? Dạ, có. Có luôn hả? Rồi, cái đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Dạ, cái đó vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của em đúng không? Bên kia giới thiệu mạnh thế yếu rồi còn bạn. Dạ, em nói về điểm mạnh trước. Điểm mạnh trước thì em thấy điểm mạnh của em thì thứ nhất là tự tin, thứ hai là em người rất là thích hát. Nói chung là em làm gì em cũng hát hết. Đi tắm em cũng hát, chạy xe máy em cũng hát. Mà đến nỗi thì trong công ty là mọi người phong cho em là thánh hát luôn. Tật xấu của em thì thứ nhất là em tính của em hơi hậu đậu chút xíu. Trai mà hậu đậu hả? Dạ. Nói chung mà lâu thì cũng hơi làm bể chén, bể tô á. Dạ. Về tình trường của mình thì sao em? Dạ, em trải qua một mối tình nhưng mà chia tay cái này cũng 3-4 năm rồi ạ. Mối tình đó bạn quen được bao lâu? Dạ, mối tình đó em quen chắc cũng được 3 năm nhưng mà tại lúc đó tụi em còn nhỏ quá, với suy nghĩ chưa có chín chắn rồi ạ. Rồi lý do tại sao từ cái lúc đó tới đây cũng mấy năm trời mà cũng không có tìm được một người nào nữa? Dạ, em thích đi học mấy cái khóa mà ở trung tâm vậy. Lâu lâu em rảnh á, em cứ đăng ký học vậy á. Với lại công việc ở nhà phụ với ba mẹ cũng ít khi nào mà tiếp xúc bên ngoài á. Nên em cũng chưa có tìm được đối tượng. Rồi, bạn trai bên kia thì như thế nào rồi? Tới phiên bạn đó, tình trường. Dạ, em thì cũng giống bạn nữ thôi. Đến tới bây giờ thì em chỉ có một mối tình ha. Thì em chia tay cũng cách đây hơn một năm rồi. Quen nhau cũng được hơn 2 năm. Thì lúc mà em quen bạn đó thì bạn đó còn là sinh viên. Nói chung nhỏ hơn em cũng 3 tuổi á. Thì nói chung nhiều lúc thì suy nghĩ nó cũng hơi khác biệt với nhau. Thôi, nói chung là hai bạn là mối tình là sinh viên, chuyện đó bỏ qua đi. Bây giờ mình đang tính tới chuyện mới nhất đây ha. Chuyện này nó hệ trọng hơn chuyện thời sinh viên nhiều lắm. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Có thể chia sẻ luôn. Dạ, thì thứ nhất em là người miền Trung nên là em ưu tiên là bạn nữ của mình cũng sẽ là gốc miền Trung. Bên kia gốc Huế. Dạ. Gì nữa? Thứ hai là bạn nữ biết nấu ăn chút xíu, vì em rất là thích nấu ăn và rất là thích ăn uống. Biết nấu ăn không bạn nữ? Dạ, em biết nấu ăn nhưng mà em lại rất là ghét rửa chén. Trời ơi, bên kia thì hay rửa. Không sao em ơi, rửa chén là sở trường của anh luôn. Là anh rửa chén là bể hết phải không anh? Không dễ bể một hai cái thôi chị. Rồi, còn yêu cầu gì nữa? Thứ ba là em thực sự em thích một bạn nữ thì hơi hướng về truyền thống một chút xíu. Truyền thống? Dạ, về phải biết tôn trọng về gia đình hai bên của mình. Tại vì em rất là người rất là quan trọng về mặt gia đình. Còn gì nữa không? Vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Anh nghĩ là này yêu cầu đó quá nhỏ so với bạn bên kia. Anh chưa nhìn thấy nhưng cảm giác rằng là bạn bên kia cũng hơi hướng về truyền thống đấy. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Cái mà em không thích nhất là sự giả dối chị. Tức là mình có gì thì mình nói ra, mình chia sẻ với nhau. Chứ mình không nên giấu giếm. Thì thấy là mình có thể đáp ứng được cái tiêu chí của mình trai bên kia bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc 80% ạ. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Điều em không thích ở người bạn trai là một người gia trưởng. Bên kia miền Trung mình có gia trưởng lắm không em? Hơi có chút xíu vậy. Cái gì em không thích không? Cái vấn đề mà em cực kỳ là không thích đó là khi mà tham gia giao thông á vậy. Cái vấn đề là khạc nhỏ vậy. Mất vệ sinh lắm không? Đang chạy xe là... Dạ đúng rồi. Sao? Anh bên kia sao? Cái này thì em yên tâm, anh không có cái này đâu. Vậy là lúc mà anh đang lái xe mà rủ anh có bị gì là... Xong. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn là như thế nào?
Về ngoại hình đó thì em chỉ cần bạn đó cao trên 1m67. Có luôn. À, khuôn mặt thì nhìn thân thiện một chút, đừng có điểu quá. Điểu là sao em? Điểu là nhìn nó kiểu giống nhanh Nguyễn Linh đó hả? Dạ không, anh Nguyễn Linh nó gọi là thân thiện đó hả? Ồ, vậy là chỉ cần cái chiều cao 1m67 trở lên là được. Dạ đúng rồi. Rồi ngoại hình, mắt, mũi, miệng sao không cần, không quan trọng? Dạ không quan trọng. Rồi không quan trọng, nhớ nha, em nói bên không quan trọng. Bên đây dư sức đáp ứng nhu cầu ở bên đó. Bên kia có tiêu chí gì không? Có hình mẫu lý tưởng không? Dạ, nói chung em quan niệm quen bằng nữ thì thứ nhất là ngoại hình dễ thương chút xíu chị. À, giọng nói dễ thương, ngoại hình ưa nhìn. Nãy giờ bạn thấy giọng nói chị dễ thương không? Dạ dễ thương anh. Dễ thương rất không? Rất là ngay lúc đầu rất là có cảm tình. Dạ. Rồi, có gì nữa không em? Dạ chỉ vậy thôi chị. Chỉ vậy thôi đúng không? Dạ. Rồi mặt mũi cũng không quan trọng luôn đúng không? Đúng không? Quan trọng là tính cách với mình hợp với nhau là được chị. Mấy anh này, mấy chị này tôi không tin đâu. Thiệt không? Thiệt không quan trọng không? Dạ thiệt. Nhìn thấy được không? Cao mét nhiêu? Dạ 1m70. 1m70. Chắc không? Dạ chắc. Đâu đứng lên coi đúng không? Sao không có gian không? Nào cũng khắp sức khỏe hết. Rồi 70. Rồi thôi cũng được, ngồi xuống. Nhưng mà hiện tại giờ là em sống ở đâu? À, em đang sống trọ ở Biên Hòa. Biên Hòa? Dạ. Ủa hồi nãy em nói hiện giờ em đang sống đâu? Dạ quận Tân Bình. Ủa rồi mỗi tuần đi lên, thí dụ hẹn hò là mỗi tuần ở dưới Biên Hòa lên Tân Bình được mấy lần? Dạ thì khi nào mà em được nghỉ là em chạy lên thôi. Tương lai mình định hướng là mình sẽ lập nghiệp ở đâu? À, tương lai thì em vẫn thích là sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Và hiện tại thì em cũng đang có hướng là mình sẽ mua chung cư ở Sài Gòn. Đang làm việc Biên Hòa mà có định hướng mua chung cư ở Sài Gòn, vậy là cũng hay quá ha. Có yêu cầu gì phía nhà gái không? Giống như hồi nãy em nói là đủ rồi đúng không? Dạ. Vậy là được rồi đó. Gả luôn. Để em qua coi thằng gái sao mà nói cái gả luôn đi. Rồi. Rồi. Thằng trai cũng thấy... Ta thấy đúng chuẩn thì được hợp lý thì ta gả thôi. Trời ơi. Trắng tươi dễ thương quá. Lấy không? Đàn trai thấy là muốn lấy liền á. Được, tiêu chuẩn này hợp với bên kia đó. Nhưng mà anh hỏi nè, chàng trai bên đây thật sự cũng dễ thương ha. Cũng hơi đẹp trai chút á. Dạ. Vậy thì mấy người đẹp trai vậy em có lo không? Dạ không anh. Em thấy trong tình yêu thì cái sự tin tưởng là đặt lên hàng đầu. Em sẽ tin tưởng bạn đó. Tin tưởng? Dạ. Nhưng có ghen không? Dạ không ạ. Không ghen luôn? Dạ. Nếu như bây giờ có một dịp em bắt gặp bạn trai của em chở một cô gái, cái tay của cô gái để trên đùi bạn trai em sẽ xử lý như thế nào? Thì em sẽ gọi điện hỏi bạn đó là đang chở không, ai. Em chạy kế bên luôn chứ em gọi điện gì. Em chạy kế bên thì em chạy luôn, chừng nào về nhà rồi em mới hỏi. Trời, chạy luôn luôn á hả? Dạ. Đúng ra em chạy ngang nói à, chào anh. Hôm nay em dễ thương quá. Công anh đó lại mất tập trung tham gia giao thông hay không lại không tốt. À, cô nàng này rất là quan trọng bình cái gì tham gia giao thông. Mà tôi bình tĩnh thiệt, tôi thấy trên đời chưa thấy có ai mà người phụ nữ thấy người yêu của mình, chồng mình chở một người để tay lên đùi xong rồi chạy luôn. Bình tĩnh không, xử lý đó cũng được, về nhà tính sao. Anh thấy bên kia cũng ổn đó em. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em với em gái. À em gái ruột hả? Dạ em họ thôi. Em họ với hai người bạn thân. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào khán giả đang có mặt ở trường quay. Em là Trang, bạn của Ni. À, em chơi với Ni thì từ nhỏ. À, bạn trai bên đây á thì là ngoại hình á là nhìn rất là được á Ni. À, bạn trai công việc và cá tính thì rất là phù hợp với bạn của em. Bạn của em là bạn rất là hiền, bạn đó rất là chăm sóc cho gia đình rất là tốt, rất là hợp với bạn trai ở bên đây. À, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em có đi với người bạn thân từ hồi cấp 3 của nửa thân luôn. Dạ. Dạ. À, em xin chào mọi người, em là Đức. Em thì em cũng chơi với hội được hơn 10 năm rồi. À. Thì theo như em thấy thì bạn nữ bên đây thì cũng khá là xinh gái và được một đặc biệt là nước da rất là đẹp và rất là trắng. Dạ. Nói chung là rất là hợp với hội. Em cảm ơn. Dạ. Cái thứ hai là hội có một điều hội chưa nói là hội rất là nóng tính, cho nên nếu mà bạn nữ có làm gì thì cũng kiềm chế, tại vì hội mình nó nóng lên rồi thì cả thế giới không cản được nó. Trời ơi. Ghê vậy. Hay quá, em cho biết thông tin. Nãy giờ hội có tật xấu gì không mà giấu không khai ha. Rồi, cảm ơn hai người bạn thân đã cho chúng tôi biết những bí mật. Bây giờ mình kéo màn lên rồi hai người tự giải tỏa những bí mật đi nha. Nào. Các bạn lên. Hãy trò chuyện, chia sẻ hết những cái suy nghĩ của mình các bạn nha. Bắt đầu. Thì hôm nay buổi đầu tiên gặp mặt thì anh có bó hoa tặng. Dạ, anh có hoa. Cho anh hỏi chút xíu nha. Thì về cái công việc của anh á, anh làm về dây chuyền sản xuất cà phê á, thì nó sẽ chạy 24/24 giờ luôn.
Dạ. Nên là có nhiều lúc là anh sẽ làm buổi tối, ca đêm. Và có những cái ngày mà cuối tuần á, thì anh sẽ không có được nghỉ. Dạ. Thì như, em thấy nếu như vậy thì nó có vấn đề gì đối với em không? Dạ, cái em cũng bận lắm anh. Em cũng chỉ có rảnh được hoặc là cuối tuần thôi à. Em có một vài thứ muốn hỏi anh á, là trong cái tình huống mà nếu như mà anh tức giận giống vậy á, khi mà đang ở ngoài đường á, thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Nếu như mà em hỏi câu hỏi đó mà cách đây khoảng 2-3 năm á, thì anh sẽ bộc lộ ra ở ngoài luôn. Nào quánh người ta hả? À không không. Tức là sẽ khó chịu á, tức là sẽ thể hiện cái thái độ đó ngay tại đó luôn. Nhưng mà dạ, nếu như mà bây giờ thì anh nghĩ là anh đủ sự bình tĩnh để mà anh giải quyết cái cơn giận đó. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em? À không, à, anh chỉ vì trước khi mà và đến với chương trình á, là anh mong muốn là sẽ hát tặng em một bài hát, nên là anh nghĩ là đây là cái dịp để anh sẽ hát tặng em bài hát Ánh Nắng Của Anh ha. Rồi em đứng em diễn tả trước mặt cô gái này cho tình cảm nào. Dạ, em đứng hát, em đứng em ha. Đứng đi, đứng sát bên, kế bên cho nó tình cảm xíu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình ha, tim mình nó đập sao mình nói với Trang vậy. Nói chung với anh á, anh thấy cái khoảng thời gian mà mình tìm hiểu như thế này á, thì chắc chắn là anh nghĩ nó sẽ chưa có đủ để mà mình hiểu được nhau. Dạ. Thì anh hy vọng là mình sẽ có dịp để mình hiểu rõ được nhau hơn sau chương trình này. Dạ, em cũng hy vọng là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Lắng nghe xem là từ nãy giờ cái cảm xúc của mình như thế nào. Có rung động, có xao xuyến một chút nào hay chưa. Rồi chúng ta quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Đấy, hai bạn rất đẹp đôi đấy. Anh thấy là rất hợp lý. Thôi, mình hôn cái hôn đầu tiên để cảm nhận ngày chúng ta gặp gỡ ở đây. Trời ơi, rất dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Ngoại hình nhỏ bé quá nên cảm thấy tự ti. Cái điểm lớn nhất của em á là không biết cô gái đó chị. Anh về em không biết cô gái làm sao hết. Chúng ta hy vọng gì ở cặp đôi thứ hai quý vị? Họ có nhấn nút, họ có hôn nhau, họ có dắt tay đi xem phim hay không? Quý vị chờ xem. Hả mày? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình. Nói lớn lên cho bạn bên kia cùng nghe luôn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em tên Lê Vinh Quang, hiện tại em là tài xế lái xe ở Biên Hòa, Đồng Nai. Quê em ở đâu em? Quê em ở Đồng Nai luôn chị. Năm nay em 25 tuổi. Vinh Quang lái xe gì? Xe ben á. Xe ben hả? 25 tuổi lái xe ben luôn hả? Dạ, em lái được 4 năm mấy rồi chị. Ồ, rồi mời em giới thiệu. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Lý, em 24 tuổi, em đến từ Đồng Nai ạ. Nghề nghiệp của em là pha chế, hiện tại em tạm nghỉ việc. Rồi quê mình ở đâu? Ở Đồng Nai ạ. Có công việc gì mới chưa em? Dạ chưa. Rồi, coi chung là tóm lại là giờ đang ở không, đi tìm chồng. Dạ. Ha, rồi, quyết định vậy đi. Em có điểm mạnh, điểm yếu gì? Sở trường của em là biết pha chế, biết nấu ăn, quan tâm
chăm sóc, nó hướng về gia đình ạ. Còn điểm yếu của em là nhút nhát trước đám đông, ngoại hình nhỏ bé quá nên cảm thấy tự ti. Rồi, bạn trai bên kia thì sao? À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết lo làm ăn, có tính tự lập, biết chăm lo cho gia đình. Còn điểm yếu của em là em không biết nấu ăn, hay quên, tính hơi cọc. Trời ơi, chạy xe mà còn nóng tính mà còn hay quên nữa. Trời ơi, trời. Em có mấy mối tình rồi? Em thì được một mối tình rồi chị, nhưng mà chia tay được 2 năm mấy rồi. Chị các bạn biết không, cái khuyết điểm lớn nhất của em á là không biết cô gái đó chị. Thiệt không? Vậy là gái của em hay sao? Lúc trước em có quen một mối tình là như vậy nè. Em với em đi xe đậu cao điểm trên Sài Gòn, em vô uống cà phê đợi cao điểm là 12 giờ mới vô Sài Gòn được. Nên em xuống uống nước thì em gặp nhân viên bán cà phê đó, lấy số qua lại nói chuyện thì không biết. Hai người nói xong khoảng một tuần sau á là điện thoại lơ em nó hết tiền. Kêu mày cho tao mượn điện thoại tao nhắn tin nè. Em đưa điện thoại nó xong mà nhắn tin xong rồi 2 ngày sau về người đó nhắn tin lại cho em đâu biết ai đâu. Người đó biết em rồi. Thì cứ nói chuyện qua nói chuyện lại thì thấy hợp nhau. Em cũng không gọi là đi cua hay là gì hết. Không có. Nên vậy không biết cua gái là sao hết. Thì sao dính cua ta? Cứ nói chuyện qua nói chuyện lại cảm thấy hợp, nói chuyện hoài. Vậy là cua đó ông ơi. Hiểu không? Nói chuyện qua nói chuyện lại là gọi là cua đó. Ủa rồi cuối cùng là mối tình đó em quen được bao lâu? Em quen được 1 năm chị. Rồi sao chia tay? Nói dối em nhiều quá. Người đó mới có 16 tuổi à. Trời ơi. Nhưng mà sao em gan quá vậy em? Em đâu biết đâu, chị biết là nói với em là 20. Cái ngày mà đi làm sinh nhật cho người đó à. Em nè, mẹ người đó nè, dì người đó, vợ người đó nè, bạn, tất cả bạn bè luôn à. Chính em đi mua bánh kem với người đó, ghi bánh kem sinh nhật 20. Mẹ người đó cũng đâu nói gì đâu. Không nói gì luôn. Đúng rồi. Sao phát hiện ra 16? Sau này á, em thấy được cái giấy chứng minh em mới biết được. Làm trốn luôn hả? Ủa mà tại nhiên em làm gì mà em lấy cái giấy chứng minh nhân dân của người ta hả? Bây giờ hai người đi chung, dễ ước trời mưa, chị có đưa giấy tờ cho em bỏ cấp xe không? Bóp xe về quên. Để đưa giấy tờ thì đưa, trời mưa thì đưa nguyên cái bóp chứ. Trời mưa cái đưa cái chứng minh nhân dân không cất vậy hả? Sao đưa giấy chứng minh nhân dân không được chị? Là sao là đưa nguyên cái bóp cho em cất? Đúng rồi. Mà em là đàn ông mà em mở bóp phụ nữ ra em coi thấy cái chứng minh nhân dân. Không, bỏ chạy tưng 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 nó rớt ra ngoài. Trời ơi, hay dễ sợ. Dù 16 tuổi ta khép lại đi mà. Xuất sắc. Không, chị thích em rồi đó. Dù này cô này đủ tuổi rồi, yên tâm nha. Rồi bây giờ em thích người bạn gái thì sao, em nói luôn đi, chị làm mai cho, chị khoái em rồi đó. Em thích người phụ nữ là biết nấu ăn nè, biết chăm lo cho gia đình đồ, biết kính trên nhường dưới, nói chuyện nhỏ nhẹ được rồi. Hiền. Vậy thôi, có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Xăm hình. Hả, để tôi đợi chị Trúc. Lo điều tra bên kia quá, quên coi bên đây có xăm mình không em? Không. Không phải không? Rồi được, không có xăm mình. Mà nó nghe là chạy xe vậy tiền nhiều không em? Đủ lo gia đình, đủ nuôi vợ nuôi con được. Nhưng mà bây giờ cô này đang thất nghiệp á, giả tỷ như là cô không có đi làm, em có nuôi cô nổi không? Nói gì? Giờ nói thiệt với anh chị Cát Tường đi, em dành dùm được bao nhiêu? Được nhiêu rồi. Nói thiệt đi. Bây giờ hiện tại em à, nhà có, đất có, xe có, nghề có. Của em luôn hả? Của em hết. Em đứng tên luôn. Em út mà. À. Em xe em đứng tên luôn. Em út. Xe em út tên. Nghe chưa? À, em nghe rồi, nghe rồi. Nhà thì em xây rồi. À. Đất thì của ba mẹ thì có, em út mà. À. Vậy mà không có hết. Này là của út. Dành dụm được nhiêu rồi? Nói cho anh mừng á. Bí mật. Hả? Thôi bí mật chi. Hàng mấy? 2, 3, 4, 5 gì đó. Là nhiêu? Bởi em nói là bí mật anh Nguyễn Linh là nói. Là nhiêu? Anh Nguyễn Linh biết anh Nguyễn Linh nói tùm lum. Khoảng nhiêu? Khoảng 10 triệu. 10 triệu thì làm gì anh Linh? Nói chung là đủ cưới một cô vợ. Ghê giỏi, tuổi trẻ tài cao nha. Ừ. Đứng lên coi tướng tá coi được tôi gả luôn nè. Quá là xuất sắc rồi. Công an việc làm ổn định ha, nhà của Út ha. Đứng tên xe luôn phải không? Dạ. Xe tải nhiều chiếc chị không đặt? Không, xe tải tiền tỷ chị ạ, không nổi đâu. Dạ chứ em đứng xe gì? Xe máy. Trời ơi là trời. Ông làm tôi mừng hổ máu. Ông ngồi đi, xe máy cũng được khoe nữa. Làm bể trời cái ơi. Tưởng đâu đứng ông đứng xe ben xe hơi ai về em đứng tên xe máy. Cô còn Út là được rồi. Ta còn dư như đây tiền nữa nè. Chào em. Em cảm nhận anh thiệt tình không? Vui vẻ, nhiệt tình. Vui vẻ thiệt tình lắm. Những người thiệt tình như vậy là một những người rất là tốt.
mấy tài xế á mà lái xe là người ta nghi ngờ lắm, lo không? Dạ không lo. Không lo đúng không? Vậy thì không sao. Hồi nãy giờ lo bên kia không mà bây giờ nói cho ông Mai đi, muốn cái tìm người đàn ông sao? Nãy giờ nghe em một cái không chuyện thích người đàn ông gia trưởng. Gia trưởng. Bảo thủ. Có suy nghĩ lạc hậu là trọng nam khinh nữ. Có không em trai? Và không có ý thức trong mối quan hệ của gia đình hôn nhân á. Ngoại hình sao? Cao hơn em được. Những cái buổi sinh nhật của em nếu mà được người yêu tổ chức lãng mạn em thích hơn không? Dạ thích. Rồi để anh biết anh về nói với anh này. Sinh nhật là anh hay mượn chứng minh nhân dân coi lắm á. Thích lãng mạn lắm á, em có lãng mạn không? Em là người rất là thích lãng mạn. Thích lãng mạn, thí dụ bây giờ buổi gặp mặt đầu tiên nè, em phải tổ chức thế nào cho cô ấy cảm giác thật lãng mạn? Thì mình dắt em đó đi ăn hoặc là mình đi một cái nơi nào đó thật lãng mạn ở trên Sài Gòn này nè. Nơi nào đó là nơi nào? Cầu Ánh Sao. Cũng được ha, nơi đó cũng lãng mạn ha. Rồi, được rồi, anh thấy được đấy. Ra cầu Ánh Sao bằng xe máy hay xe ben? Xe máy chị. Rồi bây giờ mình gặp người thân đi, coi ý kiến người thân thế nào. Hôm nay nhà gái em đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái ruột, với cháu gái và hai người bạn ạ. Rồi đâu cho chị gặp em gái của em coi. Hôm nay đến với chương trình thì em thấy anh nói chuyện rất là sự chân thành, vui tính. Em rất thích anh đồng điểm đó là anh không thích sự giả dối, em cũng vậy và chị em cũng vậy. Mong là người ta hay có một cái câu là tài xế thật là không có chung thủy, nhưng mà em hy vọng anh không phải là một trong những người đó. Và anh hãy yêu thương chị em và chăm sóc chị em, bởi vì chị em là một người rất là lo toan cho gia đình và chị em chịu rất là nhiều thiệt thòi. Phải mong anh hãy là bù đắp những thiệt thòi đó cho chị em. Anh sẽ quan tâm chị em, chăm sóc cho chị em nhiều hơn. Mong anh chị hãy là cho nhau một cơ hội. Dạ, dạ. Cảm ơn em. Gái dễ thương quá ha, vun đắp cho chị. Còn em đi với ai? Dạ, em đi với... Với Lơ hả? Chị gái em với anh rể em. À, tụi đâu đi với ông Lơ hả? Anh hỏi kiểu dù kia là sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả đây. Nói về Quang là một người sống rất là biết chăm lo cho gia đình, quyết tâm dữ lắm. Em đặt ra cái mục tiêu gì á, em sẽ cố gắng làm hết mình, hết sức, tự lập từ nhỏ luôn á. Là để dành tiền về tự xây nhà ở nhà luôn, rất là có hiếu với cha mẹ ở nhà đó. Anh nhận xét cô gái bên đây như thế nào? Bạn gái bên đây thì anh thấy là có cái phụ nữ biết chăm lo gia đình á, thì anh thấy chắc cũng hợp, hai em nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn rồi, anh. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ mình kéo màn lên nha, Quang Vinh. Vinh Quang, chuẩn bị. Nào, kéo màn. 3, 2, 1, bắt đầu. Nói. Chú em xinh đẹp như lúc nào cũng tươi như hoa, xinh đẹp như hoa vậy. Được lắm chứ bộ. Trời ơi. Hai. Dạ, anh có thích cà phê không ạ? Dạ, có. Dạ, anh chị cưng. Em muốn mua quyển sách này tặng cho anh để anh biết thêm về cà phê. Rồi, chúng ta bắt đầu cảm nhận về nhau. Mời hai bạn. Em có dự định đi kiếm việc làm gì không? Dạ, em tính là muốn ở với bạn bè ở bên Biên Hòa, xin việc làm ở đó. Anh cũng, hiện tại anh cũng đang ở Biên Hòa nè. Dạ. Em có thể xin cho cổ một việc làm gì ở Đồng Nai không? Đừng nói tôi xin vô làm lơ xe với anh nha. Cũng được anh, hiện tại em đang đi một mình á. Thì nữ cái việc ghi phiếu cho em là được rồi, để em đi giao. Nghĩa là lấy vợ thì sẵn làm lơ luôn á hả? Đúng rồi. Lúc nào cũng có nhau anh, khỏi ghen. Một không hai việc á. Anh dành thời gian hẹn hò cho em khi nào ạ? Chủ nhật hàng tuần á, anh về sớm anh phải kia qua chở em đi chơi đồ này kia, đi ăn đồ. Nhắn tin gọi điện thì hàng ngày. Mấy hôm nay anh có chuẩn bị một hai câu thơ để anh tặng cho em. Quá dữ ta. Chim khôn chim độn nhìn tre, gái khôn gái chọn lái xe làm chồng. Cứ tiên nước chảy đôi dòng, lấy chồng tài xế như rồng lên mây. Trời ơi. Dạ. Đây là em sáng tác đó hả? Dạ. Em suy nghĩ mấy bữa nay á hả? Hay quá. Bây giờ hai người đang suy nghĩ gì về nhau? Hãy nói đi. Em thấy anh rất chân thành và em muốn hai người có thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Rồi bây giờ mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu sau chương trình này. Em thấy cô đối diện thích không? Thích chứ anh Linh. Thích.
Rồi, nãy giờ mình nói cho vui nha. Bây giờ mình sẽ lắng động lại, mình cảm nhận cảm xúc của mình, suy nghĩ và quyết định bấm nút là đi đến hẹn hò và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Đây, hoa của em. Chúc mừng hai em nha. Nắm tay nhau cái đi, cho nó có đầy cảm xúc coi, nắm nhanh chặt quá. Vô, nắm chặt vô, đưa ra phía trước cho mọi người xem coi. Cặp xứng đôi quá ha. Cảm giác thấy như sao? Rất là ấm áp. Ấm áp, hôn cái. Hôn đi. Dễ thương không? Đã không? Đã chứ anh Linh. Dễ thương quá. Đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Chúc các bạn xem phim để tìm hiểu nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới miễn phí trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, có em. Đó cũng là điểm yếu của em, chưa bao giờ đau khổ gì tình yêu nên chưa mối tình nào. Trời ơi, mình chưa mối tình nào. Trời ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi của ngày hôm nay, họ như thế nào. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài. Hôm nay thấy rất đặc biệt vì bạn gái đang ngồi đây để đợi rồi. Tường sẽ ra để đưa chàng trai của hôm nay vào đây và chúng ta bắt đầu câu chuyện đặc biệt của ngày hôm nay nha. Chà, quá đặc biệt, hấp dẫn quá. Rồi anh ngồi ghế đi, Tường hỗ trợ cho nha. Đây. Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. À, anh đặc biệt quá, chắc là em phải hỏi anh trước quá ha. Dạ. Rồi sao anh hôm nay có anh giới thiệu lớn to rõ cho chị gái bên này nghe về những thông tin của mình. Trước hết thì anh xin chào ban chương trình. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường. Dạ. Dạ chào bạn gái bên kia. Mình tên là Trần Minh Trung. Sinh năm 1970, trong giấy thì năm 1972. Dạ. Nghề nghiệp thì làm đầu bếp và sinh sống ở tại Thủ Đức, Bình Dương. Quê anh ở đâu? Ở quê thì ở Vĩnh Long. Ơ, quê Vĩnh Long hả? Vậy là cùng với Cát Tường luôn đó. Nhưng mà anh đầu bếp là anh chuyên về nói chung về các món hết. Hồi trước thì mới vào nghề thì làm ở nhà hàng A La Carte. Rồi sau thì lớn tuổi rồi xin về làm xuất ăn công nghiệp. Rồi nấu cho, hiện giờ thì nấu cho bên trại mồ côi. À, giờ nấu cho trại mồ côi. Là mình chỉ chuyên nấu cho ở đó thôi. Chuyên nấu ở đó, nhưng mà tới thứ bảy chủ nhật nếu rảnh thì đi nấu tiệc đám cưới đồ. Dạ, đây mình theo một tuần ngày mình nghỉ được ngày. Mình theo nghề bếp này bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, 25 năm rồi. 25 năm? Wow, vậy thì còn món gì nữa mà không biết, đúng không? Quá trời luôn. Rồi, được rồi, dạ. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin chị. Em chào ban chương trình, chào chị Cát Tường. Rồi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thùy. Em quê em ở Đồng Tháp. Em là nhân viên kế toán. Rồi, miền Tây hết trơn ha. Rồi, Thùy năm nay là sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 1982. 1982. Dạ. Nghe ảnh nói ảnh là đầu bếp 25 năm thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bởi vì em nấu ăn rất là chưa có được ngon. À. Dạ. Nên ảnh 25 năm ảnh có thể nấu em ăn. Xíu ha, tự nhiên mình thấy mình xuống ngang không vậy đó ha. Mà nhưng mà đầu bếp nhưng mà có chịu về, mấy mốt có chịu nấu phục vụ vợ con hay không? Hay nhiều khi là ra ngoài nấu thôi, về nhà không chịu nấu. Cái đó mình đi phục vụ ở ngoài được thì về nhà phải làm được chứ. Rồi vậy nha. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh thì mình thích hòa đồng với mọi người và học hỏi và biết lắng nghe, đam mê với công việc. Dạ. Còn điểm yếu thì cũng có hơi chút nóng tính. Tại cái tính mình kỹ quá, làm thì như trong đồng nghiệp với nhau mà làm mà thấy không có, nó hơi bừa bộn, nó không được sạch sẽ thì mình cũng hay nói. Dạ. Đó là cái nóng tính của mình như vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh em là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là em có nghị lực, làm việc rất là tập trung. Đó cũng là điểm yếu của em, nhiều khi tập trung quá em cứ bỏ quên đi mọi những cái công việc xung quanh mình, mình dễ quên lắm. Ví dụ như những cuộc hẹn hò hoặc là đi chơi hay gì đó em có thể là em quên đi. Dạ. Chứ hẹn người yêu đừng quên nha. Không sao em ơi, sau này có anh rồi anh nhắc chừng cho không quên nữa. Hay quá. Em gái tình trường mình sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì thường mối tình mà trải qua mà chia tay thì đau khổ này kia, nhưng mà em thì chưa bao giờ đau khổ gì tình yêu nên em chưa mối tình nào. Trời ơi, em chưa mối tình nào. Trời ơi, lý do tại sao? Công việc ổn định, mặt xinh gái, có vấn đề gì mà tại sao mà không có một người nào?
không có mối tình. Ai cũng hỏi em câu này đó chị. Bây giờ chị hỏi mới quan trọng là chị mai mối mà. Sao? Thì trước kia thì thí dụ như em có nhiều người thích em, hẹn đi ăn, đi uống cà phê rồi này kia. Và ví dụ như em đạt mục tiêu trong công việc của em cao lắm. Ví dụ như vậy thì em có thể là lãng quên. Ví dụ như em cứ khước từ xong rồi, mặc dù là mình cũng thích người đó đó, nhưng mà mình cứ tập trung vào công việc. Trời ơi, và sau phụ nữ đó... mà chi quan trọng sự nghiệp chi dữ vậy. Đàn ông người ta mới cần sự nghiệp, phụ nữ là ta cần mấy ấm gia đình. Và sau đó có một người bạn đó lần đó đến mời thiệp cưới em. Tôi nói em á, sao bà cứ để đèn đỏ hoài, tôi thấy bà đèn đỏ hoài, tôi bật đèn xanh và đèn đỏ hoài mà thôi, tôi lấy vợ luôn. Tôi lấy vợ. Rồi có bao giờ mình suy nghĩ về cái điều đó không? Mình nghĩ là mình đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội rồi. Trước giờ cũng nhiều mà chị. Đó. Dạ. Mà cơ hội sẽ không đến nhiều lần. Dạ. Thế rồi tình trường của anh sao? Tình trường thì nói chung ra thì mình cũng có gian dở hơn một lần. Dạ hả? Chứ cái tuổi này tôi cũng nghi rồi, sao mà không có nhưng được. Nhưng mà nói chung ra thì cũng trục trặc giữa hai bên thôi. À, là do gia đình á hả? Do gia đình, nhưng mà cái duyên mình nghĩ là chắc cái duyên đến đó rồi thì nó không còn duyên nữa. Thì thôi đường ai nấy đi. Hiện nay là cũng được 13 năm. Chia tay 13 năm rồi? 13 năm. Rồi cô vậy mình có cháu nào không? Dạ. Không có cháu nào hết. Cưới nhau mới chưa được năm. À, cưới nhau chưa được một năm mà đã ly dị rồi 13 năm nay luôn. Bây giờ cái cô kia có gia đình mới chưa? Chắc rồi chứ ha. Mới có được hơn năm nay. À, thế rồi anh sao mười mấy năm mà không có mối tình nào? Nói chung ra thì mười mấy năm qua thì mình cũng có mai mối, người này kia chỉ chọc với tìm hiểu đồ mà nói chung cũng không có đi đến được với nhau. Cũng không có hợp, rồi thành ra lo công việc ở vậy tới giờ luôn. Rồi bây giờ cái hình người mẫu lý tưởng của anh á, cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của anh là người anh muốn tìm người như thế nào? Thì người mẫu thì cũng không có đòi hỏi gì quá, nhưng dốc dáng thì như em Cát Tường thì ok. Dạ trời ơi, như em Cát Tường là ok. Nhìn rồi, dài giống đó. Dài. Tóc dài, có luôn, có tóc dài. Thì yêu cầu như vậy, nhưng mà giả sử như có tóc ngắn thì nửa sau này thì mình về mình nuôi lại cũng được. Đúng không? Cũng không sao. Rồi. Tính tình thì hiền, biết lễ phép với gia đình hai bên hay là với xung quanh mọi người đồ gì đó thì được rồi, chứ cũng không đòi hỏi gì mấy. Rồi, thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại, quần áo trang phục thích như thế nào? Phụ nữ thì chắc cũng hơi còn chút hiện đại thì hay hơn. Ừ. Anh thích trang phục gì của phụ nữ? Trang phục thì là bận áo dài là thích nhất. Áo dài bằng thích đầm nhất. Quấy thì cũng vẫn được, nhưng mình tùy theo cái trường hợp để mình đi. Theo anh mà, là đi đâu thì mình sẽ bận áo dài? Giả sử như đi đám tiệc hay hội nghị đâu gì đó. À, chứ còn đi chơi bình thường thì cũng đâu có cần, đúng không? Đúng rồi. Rồi, đây còn mình thì sao nè? Mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chúng em mong muốn là có một người bạn là sống có trách nhiệm, công việc ổn định, vui vẻ qua đồng. Rồi có về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Chứ ngoại hình là ưa nhìn là được. Không có cái tiêu chí gì hết trơn hả? Dạ không. Cao thấp và tóc tai quần áo hay là cái gì đó? Dạ không, mấy cái đó mình phải chỉnh sửa sao được. Chỉnh sửa sao được? Dạ. Rồi. Như anh lỡ có thấp quá có được không em? Dạ không, những sao? Cái đâu có chỉnh sửa được đâu em. Anh nói như anh thấp quá rồi sao? Có được đó chị, nói chân. Trời ơi. Nói chân. Trời ơi, cô gan quá, nói chân rồi. Để coi cô chỉnh sửa như thế nào nha quý vị nha. À, mình có đem hình theo không? Đây, để coi. Đây, em coi trong này có anh nào em có thể chỉnh sửa được không? Mình có hình gì không? Cho chị mượn tấm hình dạ. Cho người ta chút gợi ý về mình đi anh, để người ta kiếm. Ở trong đó em nhìn cũng có mấy người lớn tuổi đó đâu em đón. Trời ơi, rồi tấm hình này làm sao mà người ta kiếm được? Em cho người ta cái gợi ý đi, đông quá mà. Hình này lâu quá rồi. Em tóc dài. Trời ơi, ai cô nào cũng tóc dài, kiếm đi. Trong đây tóc dài hơi nhiều quá em. Sinh năm 82, mặt hiền. Nói chung mình chọn theo cái cảm xúc của mình cảm đi. Cảm xúc. Dạ, cái linh tính của mình để mình thích cô nào mình chỉ đại đi. Không, chỉ đại đi. Cô nào? Cô đó phải không? Lý do sao chọn cô đó? Thì cái cảm giác thấy thì không phải là tóc dài, nhưng mà cái là cảm giác theo qua cái giọng nói. Trời ơi, qua giọng nói mà đoán được cho 10 cô, lựa ra được 1 cô. Bên này, anh nào? Sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Lý do có cái cơ sở gì? Em có cái giác quan thứ 6 sao? Cách đó chương trình gọi cho em là em cũng nằm mơ, em thấy em đi phỏng vấn. À. Nhưng mà tôi nghĩ là mình đâu có gì tính đổi việc cho mình đi phỏng vấn mà người ship lại là nam. À, trong nằm mơ vậy đó. Mà giờ bộ trong giấc mơ thấy đi gặp anh đó hả? Dạ không phải, cứ như là dốc dáng cũng tựa tựa vậy. Dạ. Trong giấc mơ là có cái người đàn ông luôn. Dạ. Trời ơi, hay quá, quá xuất sắc. Chắc đó là cái duyên rồi đó em ơi. Trời ơi, bây giờ Thường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai anh chị test thử xem là cái cảm giác của mình hôm nay như thế nào nha. Trời ơi, cái này ghê à. Mở cửa trái tim.
Em chào. Chào anh. Trời ơi, chị đoán đúng anh luôn nha. Đúng luôn hết. Đoán đúng anh luôn đó nha. Đoán sai hả? Anh là sai chắc rồi. Nhìn kỹ đi, bó hoa rất đặc biệt. Cái đó là tự tay anh làm. Cái này hay như là gì không? Bằng cà rốt đúng không chị? Đúng rồi, bằng cà rốt. Em tặng anh. Anh cảm ơn. Cái này là sô-cô-la thể hiện sự ngọt ngào. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Mày đặt hỏi người ta rủ anh thấp thì sao nữa. Cao vút vậy mà họ thách đố người ta nữa ha. À, còn cái này sao anh? Vụ gì đây? Cái này thì anh muốn chứng minh cái tay nghề và cái món ăn của anh. Thì rằng là cái món bánh cuốn á thì nó rất là dễ làm. Nhưng mà thường khi thì theo phong tục mọi người làm á thì từ miền Tây và miền Trung, miền Bắc rồi họ làm theo bằng cái khuôn để tráng thôi. Còn riêng anh làm ở đây thì anh làm theo cái phong cách của nhà hàng. Anh làm bằng cái chảo chống dính. À. Đó. Tuy rằng nó không biết là nó có được theo như ý muốn của em không, nhưng mà cái khẩu vị thì anh làm thì anh mong rằng em sẽ hưởng thức rồi em sẽ cảm nhận được. Mỗi ngày có người làm món cho ăn là phải vui rồi đúng không em? Dạ. Rồi. Em gì? Nhìn em gì rồi em dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Hay là nước mắm của anh làm luôn hay sao? À, đúng rồi. Rồi, thử đi, em thử một miếng coi như thế nào. Tại mình làm bánh cuốn thì phải làm luôn cả nước mắm. Tại vì bao quan trọng ngon hay không là ở cái nước mắm á. Mà làm cầm nước mắm vô mà sớm quá tới giờ rồi nữa. Bánh cuốn mà làm bằng chảo chống dính hả? Sao? Dạ em thấy ngon chị. Trời ơi, ăn có chút xíu vậy tao ăn hết nguyên miếng luôn đi cho nó đã. Rồi. Em phải ăn kèm với miếng chả và miếng rau sống. Ừ, tại em không thích ăn chả. Giống tôi vậy trời, tôi cũng ăn bánh cuốn nước mắm, dạ. Không thích ăn chả. Mà ngon phải không? Dạ. Vừa khẩu vị không? Em thì ăn chắc ngọt hơn, nước mắm ngọt hơn chứ. À, nước mắm ngọt hơn. Miền Tây thì miền Tây. Khẩu vị hơi ngọt. Mùi nước mắm nó thơm quá, thôi tôi đói bụng quá rồi. Bây giờ tôi cũng đi kiếm đồ ăn đây. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn gọi là chả giò hải sản của nhà hàng Maria Sài Gòn ha. Đây là món ăn rất ấn tượng tại nhà hàng. Món ăn có một cái vị béo đặc trưng, hòa quyện với các loại hải sản ở bên trong. Anh chị vừa ăn uống nhưng mà nhớ là vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Rồi, mời hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên em gặp anh em thấy như thế nào? Thì nói chung em thấy anh cũng được. Anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Dạ, vậy anh tưởng tượng em sao? Em rất là xinh. Vậy là anh tưởng tượng xấu lắm hả? Không phải là tưởng tượng xấu mà cũng như là mình cái cảm nhận của mình á. Em ở gia đình được mấy người anh em? Em có mình em với lại bé gái. Em gái, mà em gái em có gia đình là anh. Vì hai bác cũng vẫn khỏe. Dạ. Anh thì có 6 chị em, nhưng mà có gia đình hết rồi, có chị hai thì không chịu lập gia đình. Dạ. Thì chị hai vẫn còn ở vậy. Anh thì cha mất nay 4 mấy năm, còn dạ. Chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ thì ở dưới quê. Ở quê anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện Bình Tân. À, Bình Tân. Có về Đồng Tháp cũng gần. Dạ. Rồi theo như em thì nếu mà thời gian, nếu mà mình có duyên với nhau thì mình bao lâu mới tính tới chuyện hôn nhân được? Cái này thời gian em cũng không có định trước đâu anh. Thì tới lúc nào nó được là mình cứ tới thôi à. Rồi sao quan điểm anh cũng vậy, nếu mà tại trong cái tình yêu mà nó cảm thấy đủ lớn thì mình cứ cứ tính tới hôn nhân. Nhưng mà em thấy anh tướng tốt lắm đó nha, cao ráo nha, lỗ tai rất là phúc hậu nha, rồi giờ đi làm việc thiện nguyện nữa là em thấy trước tiên thấy là sơ bộ là thấy ok rồi đó, còn đi sâu xa hơn nữa thì phải tùy hai người tìm hiểu chứ cái này mình cũng một lần gặp mặt thì mình cũng khó có thể nói hết được mọi thứ lắm. Theo như anh, cái quan điểm trong hôn nhân, tình yêu, gia đình thì cái quan điểm của anh, cái gì là quan trọng nhất để mà giữ một cái, vì anh cũng đã từng gãy đổ một lần rồi đó, mình kinh nghiệm hơn bên đây. Thì theo như anh là cách nào để giữ cho cái tình yêu nó bền vững? Theo như anh thì cái tình yêu thì luôn luôn lúc nào là mình cũng phải tin tưởng với nhau và chung thủy. Đó là cái quan điểm của anh là như vậy. Nếu mà đã không chấp nhận đến với nhau thì tao còn chấp nhận đến với nhau thì phải chung thủy và thật lòng với nhau. Rồi theo như em cho anh hỏi, như công việc của anh như vậy, sau này giả sử như đi làm mà sớm về muộn thì em thấy như thế nào? Em thì em sống độc lập lắm, thì đó là công việc của anh thôi. Thì anh cứ sắp xếp mình, nhưng mà đi làm nha chứ đừng đi việc. Đó, thì quan trọng thì anh mới vừa nói rồi, mà giả sử như cái gì thì mình phải nói rõ chứ không, anh không chịu. Thí dụ anh đi sớm là sớm, là sớm nhiêu mà về muộn như là muộn nhiêu. Công việc của người đầu bếp á, thì nói chung ra anh làm bên đây á, thì công ty á, thì cho là 7 giờ rưỡi làm, chiều 4 rưỡi về, đi theo giờ hành chánh. Ừ. Nhưng mà tự nhiên mình vô mình nấu ở trong trung tâm á, rồi thấy cảm nhận thấy các bé thấy thương lắm. Rồi các bé mà 6 giờ thì các bé đã ăn sáng rồi,
mà bỏ cho mấy cô bảo mẫu nấu thì mình thấy cũng làm thì thấy cũng tội. Thành ra sáng sớm thì nói chung là hay đi sớm lắm. Sớm là mấy giờ đi? Có bữa đi 4:30, có bữa 5 giờ. Để mà nấu cái cửa ăn sáng luôn. Mình làm cái bữa sáng đó. Bữa nào mà các bé ăn bánh mì, sữa thì mình đi hơi trễ lại đó. Còn tối hôm chiều mấy giờ về? Chiều thì các bé ăn ở trong đó giờ muộn nhất thì 7 giờ mấy các bé mới ăn xong. Thì nói chung ra thì chiều thì ít khi nào nở tới 7 giờ mấy. À, chiều đâu tưởng có tưởng gì đâu. 5 giờ mấy, 6 giờ là mình đã về. Đúng rồi đó. Chia sớm nhau chia đồ ăn xong. Nãy giờ mình nghe mình tưởng ông nấu ăn gì chứ khuya nha. Khuya. Không, cái khuya là tại chưa nó hết, là cũng như có tiệc á. Đi tiệc thôi đúng không? Lâu lâu mới có chứ tiệc. Tiệc cưới á là vô mùa thì đi nấu tiệc cưới đầu thêm á thì mới về. Có một. Tiền là được hết, lấy nhau về thì cải thiện cuộc sống. Một. Rồi, bây giờ anh Tường có những cái lá thăm. Hai anh chị hãy bóc những cái lá thăm trong này rồi mình đọc lớn lên rồi mình thực hiện hay mình chia sẻ cho nó vui và mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Rồi bạn gái đọc trước đi. Rồi mời em đọc lớn lên nhìn Tường. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng một hành động bất kỳ. Trời đất. Đúng rồi, đầu bếp có biết có khỏe không? Đầu bếp biết có khỏe không? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi đó, một hành động bất kỳ anh muốn làm gì để em thể hiện. Cao thấy có cao rồi đó. Dạ. Nấu ăn thấy có ngon rồi đó. Mà khỏe không? Khỏe thì có khỏe mà giờ đã. Sao em có gợi ý gì cho anh không? Vậy em muốn anh làm gì? Anh thử hít đất thử. Hít đất thì hơi khó thì cho anh bế em lên để chụp tấm hình. Trời ơi, ổng khôn hết sợ luôn vậy đó. Ông, em bự mà em nặng. Em nặng lắm thôi. Vậy bây giờ mới cho ông thử ông nhắc lên cái coi nổi không? Thôi chị, nặng lắm chị. Em té. Sao té được? Anh thử hít đất trước đi, em mới tự tin, em mới đó, bây giờ phải hít nổi người ta mới cho ẩm chứ. Giờ không hít sao ta dám cho ẩm. Ông này dám nói giờ chưa bao giờ hít đất luôn lắm nè. Có thiệt gì luôn á. Thiệt luôn hả? Thiệt. Bây giờ hít thử 5 cái thôi, hỏi thử coi không lẽ nào không nổi. Lỡ hít không không được thì mày đừng có cười. Thì người ta biết mình yếu có gì đâu. Không biết làm sao đây. Đó, vậy đó, 1 cái. Đó, đúng rồi, 2 cái. 3 cái. 4 cái, được chứ. 5 cái, rồi. Được dư sức hả chị ha? Dư sức. Trời ơi, mặt đỏ hết trơn hết trọi rồi nè. Bây giờ có còn muốn ẩm nữa không hay là hết sức rồi? Nếu mà cho phép thì có. Nếu cho phép thì có. Bây giờ nãy em hứa rồi, em nói là ảnh có sức rồi mới cho ảnh ẩm. Bây giờ em phải cho anh ẩm lên cái chụp hình chứ. Mời anh bước qua bên đây. Đứng lên đi cưng để cho anh ẩm lên cái nè. Kỳ lắm. Kỳ gì? Hay là lên phía trước đi, đừng dướng ghế. Người ta đã anh đỡ không sao. Người ta hít đất 5 cái được rồi mà. Rồi nhớ canh chụp cho ảnh tấm hình đẹp đẹp làm kỷ niệm nha. Trên. Rồi đúng rồi, ảnh vậy đó, đúng rồi. Buông cái ghế ra đi, đừng có cộng. Buông cái ghế ra chứ. Em cộng, em nhìn cái ghế làm sao. Cười quá. Anh vé được. Sao mà té được. Cái tay này tròn qua đây nè. Rồi em phải thả lỏng ra. Rồi, vậy là nó mới lên được. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Đẹp chưa? Rồi, ok, hợp lý. Rồi, được rồi. Nãy giờ hơi hành hạ bạn trai tôi quá nha. Tới anh, đọc lên lớn lên đi anh. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Thở quá trời. Quá hợp lý, qua nắm tay hát tặng anh bài. Nói chung cái bài này là mỗi buổi chiều hát với mấy bé. Hát cũng được nữa. Nắm tay ảnh đi nè. Rồi. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Trời hết rồi chị. Ủa câu cuối đi. La 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 la. Trời ơi, xa là nhớ gặp nhau là cười. Ủa, em quên chút cuối luôn đi. Xa là nhớ gặp nhau là cười. Mặc dù cái này không phải hát mà cũng phải đọc thơ. Cũng là một cái nhưng mà cái nó có ý nghĩa. Đúng rồi. Biết đâu cô gửi gắm với anh cái thông tin mốt chúng ta là cả một gia đình. Đúng không? Rồi mời anh chị về chỗ. Thật sự hôm nay Tường cũng rất là vui đó. Bản thân cá nhân Tường thì thấy là cũng tương đối là phù hợp. Còn được hay không là phải do hai người cùng phấn đấu và tìm hiểu với cho nhau cái cơ hội. Thì đến đây thời gian cũng ngắn ngủi nhưng mà mình cũng là một cái duyên gặp thôi. Bây giờ là cái phút quan trọng. Cái nút bấm này á là nút bấm để mà kết đôi. Nếu như anh chị thấy nãy giờ cái đối phương có thể là một nửa mà mình tìm kiếm thì mình phải dành cái cơ hội cho nhau. Rồi mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các Tường á, nếu như anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút đó. Còn nếu anh chị không đồng ý thì anh chị lấy tay ra nha. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. Trước khi bấm nút thì cho anh nói. Cho anh nói một câu là anh với em đến đây là cũng là một cái duyên. Dạ. Thì
Thì cái chương trình này thì anh đăng ký đã lâu rồi. Thì giờ anh mong muốn lần này thì đến đây thì anh đã gặp em được gì là cũng là cái duyên. Có thể là mình cho nhau cơ hội và để đi xa hơn. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Nhấn chưa? Nhấn rồi. Mạnh vô. Cây giấy. Trời ơi đó. Mạnh đó. Đó. Làm người ta hồi hộp quá à. Được rồi, mời hai anh chị về đứng một phía bên này ạ. Rồi, nắm tay nhau đi anh chị. Bây giờ là nắm tay thật sự nha. Và để kỷ niệm cho ngày đầu tiên hai anh chị gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai anh chị dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép được không em? Rồi, Tường xin gửi tặng cho hai anh chị đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cho anh hỏi luôn là cái vé xem phim này mình đi lúc nào cũng được? Đi lúc nào cũng được. Trời đó, đời. Nha anh nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúc hai người tìm hiểu nhau cho kỹ và nhanh nhanh lên. Mình cũng có tuổi hết rồi nha. Có tin vui gì thì sớm báo cho chương trình, báo cho Tường biết với nha. Cảm ơn các Tường. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Các Tường xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì bà Mai đã thành công rồi quý vị ạ. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ xin mời hai chàng trai của chương trình chúng tôi bước ra sân khấu. Hai bạn trai đã ổn định vị trí ngồi. Thì bây giờ tới đàn gái, mời hai cô gái xinh đẹp. Hai cô gái xinh đẹp của tôi. Bắt đầu giới thiệu về bản thân mình một chút xíu nha. Mời chàng trai ở ghế đỏ. Bây giờ mời em giới thiệu nè, em tên là gì? Dạ, em tên là Đoàn Khắc Dương, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1994. Hiện tại sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Dương? Dạ, hiện tại quê em ở Bình Phước. Dạ, em cũng mới lên thành phố lập nghiệp thôi. Mới thôi, mới là bao lâu? Dạ, khoảng được nửa tháng. Cái gì, mới có nửa tháng thôi à? Dạ. Vậy hiện tại là em đang lập nghiệp, là em đang làm gì ở trên này? Dạ, hiện tại em đang làm phòng nhân sự ở công ty ở quận 1 ạ. Vậy còn lúc ở dưới quê thì mình làm gì? Dạ, em cũng làm phòng nhân sự nhưng mà ở công ty ở khu công nghiệp. Lý do gì mà mình lại chuyển đổi lên trên này? Dạ, em muốn lên thành phố là em muốn tìm một cơ hội mới. Mục đích thứ hai của em là muốn tìm một người phụ nữ luôn bên cạnh mình. Ủa dưới kia có người phụ nữ phải lên thành phố mới có được người phụ nữ hả? Thích ghét thành phố hả? Thứ nhất là em cũng muốn lên lập nghiệp và cũng muốn có bạn gái trên này thì hai người sẽ cùng nhau lập nghiệp và sinh sống ở đây luôn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á thì là chân thành, nhiệt huyết trong công việc. Còn điểm yếu của em á, mọi người cũng gặp đối tượng sẽ hơi nói nhiều tiếng. Em ngủ ngáy. Sao em biết em ngủ ngáy? Tại vì em nghe người ta nói. Người ta là ai ngủ chung với em? Em trai em. Và nói rõ chứ để người ta là không biết người ta nào nha. Những lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Những lúc rảnh rỗi thì em chỉ đi một vòng chơi với bạn bè. Dạ, cuối tuần là hay đi cà phê. Đồ đạc em thay xong là em không có treo lên mà em cứ để đó rồi từ từ em treo sau. Mà có giặt không? Dạ có chứ, trời ơi, phải giặt đầy đủ, không giặt rồi ra đường hôi. Là sạch sẽ chỉ có hơi bề bộn xung quanh thôi. Dạ đúng, đúng không? Đó là những thông tin của chàng trai ngồi ghế màu đỏ. Giờ cô gái ngồi ghế màu đỏ, mặc cái áo màu đỏ, cái đầm màu đỏ luôn. Trời ơi, màu trùng khớp luôn. Em giới thiệu về mình đi nè. Và lời nói đầu tiên cho em Elina xin được gửi lời chào tất cả cô chú mọi người đang xem chương trình, cũng như là chào anh Đạt cũng chị Cát Tường ạ. Em tên gì?
Dạ em tên là Elina. Đó là nghệ danh của em. Còn tên em là tên Trang. Em làm công việc gì mà có nghệ danh? Dạ hiện tại thì em đang làm streamer và mẫu ảnh. Streamer là streamer là live stream á, live game. Streamer, dạ, streamer dạ. Hả? À live stream là giới thiệu những mặt hàng đúng không? Dạ không ạ, em live stream em chơi đậu cụ hát hò cũng giống như em chơi game ạ. Dạ. Review những cái này này nọ rồi xong rồi. Mẫu ảnh. Hello chị. Cho chị đẹp. Cho chị đẹp. Cảm ơn. Ngoài em thấy đẹp không trên TV? Ủa, mê lắm lắm. Rồi, đó là bây giờ em quê quán em ở đâu? Dạ, em là một người con đến từ vùng đất miền Tây, đó là Cà Mau. Em ở đây được 21 năm, năm nay em 21 tuổi. Không mà nguyên gia đình ở đây đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Quê ngoại hay quê nội ở Cà Mau? Dạ, nội em ở Cà Mau ạ. Hiện tại thì em đang ở một mình, em đang ở Gò Vấp. Em tự lập khá là sớm nên là em muốn cho em một cơ hội để tự làm hết tất cả mọi thứ để em trải nghiệm cái cuộc sống nó. Em tự lập được bao lâu rồi? Em mới tự lập được có 2-3 tháng. 2-3 tháng kia người ta mới lên có nhiêu mấy tháng? Nửa tháng thôi. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em có một điểm yếu đó là kiểu hay kiểu bị nũng nịu, bị nhúng nhẽo. Thật ra thì giữ xương xương hơi dữ dằn dằn khi mà nắng mưa thất thường, con gái mà ai cũng kiểu sáng nắng chiều mưa. Khi mà công việc streamer là căng thẳng là được, thường là làm gì 24/24. Dạ đúng rồi. Khi mà stress thì em làm cách gì em giảm stress? Dạ em đi du lịch. Em mới đi du lịch về nè. Du lịch đâu ạ? Dạ em đi về quê em. Dạ em đi về quê em. Quê em. Dạ đầu năm thì em đi Đà Lạt, xong em đi chơi gần, xong em vừa lên mấy ngày đây. Rồi, đó là thông tin của cô gái streamer ngồi ghế màu đỏ. Rồi, chào em trai cái xanh, em giới thiệu về mình nha, em tên gì? Lời đầu tiên em cũng vẫn muốn được chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và tất cả khán giả đã có những mặt trình quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Vinh Phúc và hiện tại thì em đã 25 tuổi rồi. Công việc của em hiện tại em đang là một freelancer, em chạy công việc tự do ấy chị. Và quê quán của em ở Lâm Đồng, tại thì em vẫn đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái công việc này là em bắt đầu từ thời sinh viên. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em có nghĩa là hơi tự tin. Tự tin nhất về điều gì ở bản thân? Đôi lúc mình cũng hơi ảo tưởng về nhan sắc của mình. Ảo tưởng về nhan sắc hả? Tự tin về đẹp trai không? Thì lúc nào mình cũng cười hả hả? Em hay cười. Với lại em lạc quan. Rất nhiều công việc của em nó hay stress. Thế cho nên em mỗi cái lần mà em stress là em hay rủ bạn bè của mình đi karaoke. Và em cũng có một đứa bạn cùng đam mê với em là thích hát. Vì hát đam mê, dù mình không hát hay nhưng mình hát vì đam mê. Sắp về điểm yếu thì em cũng không biết nhiều, nhưng mà có một cái điểm yếu là đô của em hơi yếu. Đô của em chắc khoảng 1 lon. Em nhậu thít mà ăn thì nhiều. Trong khi các bạn đang mới nâng ly 1-2 phát thì không biết là mồi đâu mất hết rồi. Há mồi quá trời mà cái tướng cũng nhon thấy không? Nhiều ấy vậy. Thôi bây giờ mình nói nhiều làm gì, mình hát khúc đi. One day my father he told me son don't let slip away. He took me in his arms, heard him say, when you get older, your white heart will live for younger day. Think of me if ever you are afraid. He said one day you leave the world behind. I wish I could escape it. I don't wanna think it. Wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, I'm a bad liar, now you know, you're free to go. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, chứ đau lắm, ai chờ, em chờ đợi ai. Em có chờ đợi ai không ạ? Xin lỗi. Phải luôn rồi. Rồi, tới phiên em gái một ghế màu xanh. Dạ, lời đầu tiên em xin chào quý vị khán giả. Chào anh Hướng Đạt, chào chị Cát Tường và hai anh ở bên kia. Thì em tên là Phương Liên, năm nay em 21 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối ngành kế toán của trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ công đoàn Bình Dương. Em thì em đến từ Bình Dương. Nhưng mà quê gốc của em thì ở thủ đô Hà Nội. Ba mẹ em vào đây định cư từ năm 96 rồi ạ. Hiện tại thì em học còn 1 năm nữa hả? Dạ hiện tại em đang học năm cuối rồi. Năm cuối rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em là một cô gái lì đòn. Lì đòn. Sợ quá vậy. Lì đòn là sao cơ? Dạ khá là gan dạ, với lại em tự thấy bản thân mình là
có tính kiên nhẫn và chịu đựng cao á. Có hay bị ăn đòn không? Ba mẹ có hay quýnh không? Dạ, ngày xưa đi học thì bị mẹ quýnh hoài luôn. À, đi đòn ha, quýnh. Đang ham chơi đúng không? Có ham chơi không? Dạ, hồi xưa học cấp 1, cấp 2 thì em chơi lắm, lì lắm. À, dạ. Còn có điểm yếu gì, điểm mạnh, điểm yếu gì nữa không? Ngoài ra thì em cảm thấy là mình là một good girl. Em nấu ăn giỏi. Dạ, em có thể nấu ăn, làm bánh, từ heo thì cho tới nói chung là em có thể vỗ béo bạn trai, cũng có thể giúp bạn trai mình giảm cân. Thấy bạn trai chưa béo mà tôi định em béo trước rồi. Không, tại vì em đang trong quá trình giảm cân. À, nhiều khi là ta phải thử đồ ăn trước rồi xong rồi mới biết là heo. Giống làm chuột bạch vậy đó hả? À, bình thường cũng khoái ăn uống lắm, bình thường khoái ăn uống lắm. Hiện tại thì em đang đi tập gym. Khi mà bản thân em căng thẳng hay là có gì đó khó chịu tức tối thì em sẽ tập boxing với lại anh BT của em. Ngon mà, tính đòn, lì đòn, còn nấu con nữa à. Hai anh này quất một cái là hai anh nằm dài luôn, nó dễ hoài. Có tập boxing nha, chứ ở bên đây là chất lắm á. Quay lại với chàng trai ở ghế đỏ. À, em đã trải qua mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em trải qua 4 mối tình. 4 mối tình rồi, đâu kể gì Tường nghe những cái gì mà ấn tượng động lại cho em sau khi mà trải qua 4 mối tình đó nè. Thật ra 4 mối tình đều có một điểm chung là em người thứ ba. Em là người thứ ba? À, không, không phải, em bị cắm sừng, nói chính xác. Là em bị cắm sừng, cái sừng cũng dài dữ ha. 4 cái luôn đều cắm sừng hết. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em cắm sừng thật sự là em rất là buồn. Nhưng mà thấy một lần thì thôi không nói gì. Nhưng mà cả 4 lần mà mình đều bị cắm sừng như vậy thì em có rút ra cái kinh nghiệm gì không? Em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình lại bị như vậy không? Lỗi đầu tiên là cũng một phần do em. Không, lỗi đầu tiên là một phần do em. Tại vì em cũng không có hiểu tâm lý của con gái. Lỗi một phần do em. Tại vì em nói với họ là em muốn quen họ tới khi nào em cưới thôi. Lúc đó em cũng chưa nắm tay gì luôn chị. Trời đất ơi, hàng chi ta có người khác đúng rồi ông ơi. Đối với em thì cho dù người ta cấm sừng như thế nào nữa thì em cũng không nhận, em cũng không cần phải rút ra kinh nghiệm gì hết. Quan trọng là mình cho đi là được rồi. Nhưng bản thân mình phải biết là tại sao người ta đang quen mình mà người ta lại có người khác chứ. Thì không, đôi gì? Khi có những cái điều mà mình có điểm xấu hoặc là mình không đủ hoàn hảo. Trong tình yêu không có thể nào em như vậy hoài là em sẽ còn bị nữa. Tại vì em không có sự quyết đoán trong tình yêu, em cũng không có cái sự mạnh mẽ trong tình yêu. Nói chung là em hơi bị nhạt. Ví dụ một lần không có gì mà 2, 3, 4 lần người quen mình người ta đều chọn người khác là mình phải coi lại bản thân mình. Rồi em muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em chỉ cần người phụ nữ đó là hiền, nói chung là đảm đang và biết chăm sóc hai gia đình mọi người. Ngoại hình có tiêu chuẩn gì không? Em chỉ cần cao trên 1m55. Ok. Hay quá, cố gắng lên chàng trai. Em, dạ. Tình yêu em sao? Em có hai mối tình, tình yêu em khá là vui vẻ. Đúng tình rồi. Yêu em lúc nào cũng sự ngập tràn, tôi vui vẻ. Đúng rồi, kể sự vui vẻ trước đi rồi em kể vì sao chia tay. Mối tình đầu là em quen được 1 năm. Cái người đó không ủng hộ nghề làm việc của em. Nên em đơn giản lắm, em chọn công việc. Em chọn công việc. Dạ, mối tình thứ hai thì sâu sắc hơn xíu là người ta giúp em trưởng thành hơn. Và cũng nhờ cái người đó thì em mới một phần sự giúp đỡ ở đây em mới có được như ngày hôm nay và em ngồi ở đây. Ở cái thời điểm đó cả hai đều chưa có đủ sự trưởng thành. Ở cả hai còn cái sự nó trẻ con và suy nghĩ nó chưa được chín chắn. Và em quen người đó được 3 năm. Bây giờ là tới chương trình là em có đặt ra một cái mẫu người đàn ông như thế nào không? Em thích cái sự thoải mái nên là em không thích cái sự ràng buộc lắm. Bởi vì em là người phụ nữ hướng ngoại. Kể cả sau này em có gia đình em cũng sẽ đi làm việc, chứ em không phải là tiếp người ở nhà. Ngoại hình có cần thiết gì không ạ? Cao cao hơn em là được rồi. Cao cao hơn em là được rồi. Cỡ anh. À, mét 7 hả? Dạ, cứ đẹp trai như anh Đạt là được. Dạ, cứ đẹp trai như anh Đạt là được. Rồi. Trời ơi, ta em đẹp trai rồi đó. Biết bạn ấy là phải năng nổ thường xuyên đi du lịch. Dạ, nhưng mà phải biết đôi lúc cuộc sống hy vọng quá. Phải biết nhậu nữa nha. Biết nhậu mà chơi đánh bida, chơi thể thao với em. Dạ không, cái đó là một cái thể thao vui vui của em rồi ạ. Thể thao là nhậu quá hả? Buồn buồn tầng nhậu 2 lần, vui vui tầng nhậu 3-4 lần vậy. À, cái đó là em có thể kết bạn được với chị thôi, chứ còn đây em biết động nhiều em thất vọng. Dạ không sao, còn biết chơi đánh cầu lông hay chơi đánh bida hay là chơi gì thì cứ rủ em. Trời em sẵn sàng. Người ta vui vẻ là được. Đó, cổ nói tùm lum la em biết chơi môn gì không? Nhậu là bỏ karaoke. Dạ đúng rồi, môn biết karaoke nữa. Còn biết một chút đó. Ừ. Nhậu được không? Dạ, nhậu thì chắc chắn là được rồi. Được luôn. Ờ. Được. Mong là đô mạnh không? Một lon. Đô mạnh không? Dạ không, em có nói em đô một lon nhưng mà nhậu tới bến em mới nhậu được. À, đô một lon nhậu tới bến nhậu được là sao? Tới bến một lon. Mậu.
Kiểu như là người ta uống một ly đi thì mình phúc một hớp. Trời ơi. Rồi thôi bây giờ vô tình trường nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi. Hai mối tình này của em cũng khá giống nhau, là hai bạn nữ đó nhỏ tuổi hơn em rất nhiều, 3 đến 5 tuổi. Mối tình đầu tiên của em là hồi năm lớp 11. Thì lúc đó cảm giác là em cũng muốn thử xem là quen một bạn gái như thế nào. Tại vì nhà em là má em sinh từ con trai không ạ? Thế cuối cùng cảm giác sao? Cảm giác nói chung là cái mối tình đầu tiên của em thì nó không có dài như lắm, tầm được 3 tháng. Lúc đó mà để nhắn tin cho bạn gái, cho bạn đó thì em lúc nào cũng phải cố gắng kiếm được 3 đến 5 ngàn để đi vô quán net để nhắn tin với bạn đó. Thực chất là hồi đó kiếm được 3 đến 5 ngàn cũng là một cả vấn đề. Lúc đó em thường phải, nếu mà không có tiền em phải thường nhờ thằng em nói dối là mua bánh đó để cho em có một ít tiền để em lên mạng một chút để nhắn tin bạn gái. Và thời đó thì em ngây thơ thì em tán bạn đó rất là thế, bạn kiểu là em sẽ lên mạng em copy hết tất cả các câu tỏ tình em gửi một loạt cho bạn. Là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Tầm 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Bây giờ mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì rất đơn giản, em không quá trọng nhu cầu, em không quá trọng nhiều, nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể biết nấu ăn một chút, bởi vì bản thân em cũng biết nấu ăn, đi chợ như bao người. Như bao người. Về ngoại hình em không có yêu cầu quá cao ngoại hình, nhưng mà hy vọng bạn đừng nặng quá vì em sợ em bế không nổi. Phải tự tin chứ. Mình tự tin là mình nãy nói em hết. Tự tin nhiều lắm mà bây giờ bây giờ đi kể nói ra những câu chuyện mà nó còn bị nhút nhát quá. Cô gái này bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình rồi. Hai mối tình. Em quen bạn đó là cũng tình cờ thôi. Nói là vậy chứ thật ra anh đó hơn em 4 tuổi. Thì lần đó học khác trường hay là ở ngoài? Lúc mà em còn đi học lớp 9 á, thì anh đó đã đi dân quân rồi. Hai bên gia đình cũng không có cho phép quen á. Với bản thân em cũng còn nhỏ. Mối tình thứ hai sao? Dạ, mối tình thứ hai là cũng cuối năm lớp 10. Em quen một bạn ở Khánh Hòa. Tự nhiên em vô cái group ở trên mạng xã hội Facebook thôi, rồi tình cờ có một người bạn đăng cái bài gì đó. Em vào em bình luận. Sau này bạn nó đổi tính đó chị. Bạn nó mê game quá. Bạn nó ủ phu nữa. Trời. Thì cuối cùng là ai nói tiếng chia tay, em hay là bạn đó? Rất là nhiều lần, nhưng mà do em thương quá, em lụy quá, em không giúp được. Rồi em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Đầu tiên là không vũ phu rồi là không có gia trưởng. Em không có quan trọng ngoại hình. Tính cách thì em muốn bạn đó có thể nghiêm túc một chút. Khó một chút. Lâu lâu em muốn bạn trai của mình khó với mình một xíu. Rồi hài hước một chút cũng được. Hài hước một chút. Bản thân em thì thích nấu ăn, nên là anh thấy em vậy chứ em hay có mấy cái suy nghĩ của người già đó. Nghi hỉ người già là như thế nào? Ví dụ như là có thể sau một ngày làm việc mệt mỏi đi, về cùng nhau nấu ăn, rồi cùng nhau xem phim hay là cái đó bình thường, chia sẻ gì đó. Nói chung là em khá là thích một cái chuyện tình bình thường, bình dị như vậy. Bình thường với mọi người bình thường khác hả? Tại vì cuộc tình thứ hai của em bão táp phong ba quá không thiệt luôn á. Rồi bây giờ hỏi ý kiến người thân nha. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Dạ em tên là Nguyễn Trung Nghĩa, em là trợ lý của bạn Elena. Trợ lý nói bậy là về trừ lương nghỉ việc đó. Trợ lý á. Dạ em thấy là bạn ghế đỏ phù hợp với bạn Elena. Em thấy là bạn ấy là có chất là hiền với thật thà. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng là em vẫn còn giữ được cái vai trò trợ lý của mình ha. Ok, đừng chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Tia qua tia lại. Rồi, bây giờ các bạn chàng trai mình hãy năng động lên nè. Wow, nghe câu chuyện tặng bạn thì mình mong bạn lúc nào cũng luôn vui tươi và xinh đẹp như bó hoa. Móc móc gì vậy? Dạ, cái
Bên em thì em cũng không có gì nhiều, em chỉ có cái vòng tay. Cái này là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh. Tại vì trong những lúc mà anh ngặt nghèo, anh thường nhớ đến người này và nhớ đến, và anh muốn là cái này có thể sẽ bảo vệ em. Đó là gì ạ? Em không có gì ngoài sự ngọt ngào hết, cho nên hôm nay em cái bánh này tặng cho anh là nó tượng trưng cho cái sự ngọt ngào của em. Wow. Bây giờ cô kia có muốn tặng gì không? Có. Rồi, cho tặng đi. Đồ ăn. Dạ. Đồ ăn ai nấu ạ? Dạ em nấu ạ. Wow. Dữ ta. Món ăn ở nhà. Món salad với lại món bánh mà em chuẩn bị ở nhà. Trời ơi, ăn tóc chu đáo. Cái này anh tự hay là để em đốt luôn? Cái này tôi ghen tị nha, hơi có sự ghen tị. Thôi cái này mà ăn trước. Dạ. Không phải là món chầu bạc. Cái này dùng. Anh cứ ăn trước đi, tại vì món này ngày nào em cũng ăn mà. Đủ đứt qua đứt lợi tới sáng mai luôn á. Không, cái này em ăn trước đi. Lá anh sợ em bỏ độc trong đây hả? Không. Rồi em xin phép nha. Em đút mà anh không chịu, anh bắt em phải ăn trước. Anh sợ em bỏ độc quá chị. Hay là không biết ăn thịt gà, không biết ăn salad. Có gì anh không ăn được không? Ăn được. Mời rồi. Trời ơi, tém tém là nữa. À nè Tường ơi, nè đây. Dễ thương quá trời. Rồi được rồi, ngồi xuống quá. Vô đội hình cũ lại đi. Chứ để tôi ghen tị quá. Sao cảm nhận về món ăn của cổ như thế nào, phát biểu coi nào. Ngon chị. Ngon phải không? Chắc là em đang đói nữa. Đang đói nữa phải không? Có bánh mặn, có bánh ngọt, này là món ăn healthy nè. Thấy có khoai tây, có khoai lang rồi này kia, salad rồi ha, giảm cân với ức gà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chua rồi không à, ngon lành quá ha. Ăn nó rồi ta. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa đó tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Ủa là gì? Nó nhiều cảm xúc quá giờ nó thành không cảm xúc luôn. Không cảm xúc luôn, không biết cảm xúc gì luôn, là không cảm xúc luôn hả? Nó loạn luôn hả? Trả lời rất thử. Nghe một chàng trai tự tin phát biểu nè. Tránh cửa trái tim mở ra, cảm xúc của em như thế nào? Em cảm thấy là hai bạn nữ bên kia cũng có khá là xinh. Mỗi bạn đều có một cái phong cách và một cái vẻ đẹp riêng của mình. Và em thấy bạn một cái đỏ khá là xinh và bạn hôm nay rất là tươi. Còn bạn phía bên bạn kia thì em thấy là mạnh mẽ, và em thấy là bạn cái món ăn của bạn tặng cho bạn đỏ rất là tuyệt vời. Làm em nhìn em thèm chảy nước miếng nãy giờ phải không? Thôi em đã đổi. Dạ anh ơi, cái bánh em tặng anh mình có thể dùng thử à? Dạ dạ, mình thể là tăng thêm cái vị ngọt. Không, nhưng mà trước khi ăn thì anh vẫn luôn là nhiều phụ nữ ăn chứ. Nữa hả? Có sợ phụ nữ đỏ cái gì anh nhỏ? Từng ăn được. Bình tĩnh anh. Lắc quay thì okay. Đây anh tặng em là cái màu này màu gì ạ? Màu hồng đúng không ạ? Đó tượng trưng cho sự lãng mạn đó. Dạ em cảm ơn anh, đừng ngu quá. Rồi. Dạ rồi anh cũng dùng thử đi ạ. Hả? Mình phải có qua có lại chứ. Anh này em lấy cho anh. Màu xanh tự dưng dân tự trung thủy. Cái gì vậy ạ? Cái gì? Ủa? Tin tưởng, tin tưởng. Tin tưởng. Tin tưởng. Hy vọng rồi hả? Dạ đúng, màu xanh của hy vọng. Mình anh hút cho em đi. Dạ rồi, ok, cảm ơn. Thôi mấy đứa ăn đi chị về. Thôi mấy đứa ăn đi chị về. Thôi vậy thôi, mình đánh. Có này á là cái nắp chai. Cho sự mình ăn xong á là mình đậy lại. Chúng ăn cái này nha Tường. Đậy lại giùm cho. Thôi là thế giới này là của hai cặp này đó trời. Mời em gái ghế xanh. Cánh cửa trái tim mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là gì nè? Em nhìn thấy hai anh em cảm thấy khá là hồi hộp. Và kiểu như là nó nhiều cảm xúc quá. Nữa hả? Rồi lúc mà anh bên ghế đỏ tặng cho em bó hoa, lúc anh bước tới em không nghĩ là bó hoa nó sẽ tặng cho em. Khá là bất ngờ. Đổ mồ hôi quá trời. Em bình tĩnh lại. Gái ở ghế đỏ, cảm xúc của em như thế nào? Dạ. Cảm xúc của em thì trước tiên là gặp được hai anh là em thấy vui. Và em vui hơn khi được nhận từ món quà từ anh ghế màu xanh. Nói thật lòng một xíu thì em thấy anh nó đỏ
Ghế đỏ khi mà kể chuyện á thì em thấy nó hơi nhạt nhẽo. Với lại khi mà hồi nãy mọi người hỏi ảnh thì ảnh bảo không có cảm xúc. Cảm nhận đầu tiên của em như thế nào khi cánh cửa trái tim mở ra mà nhìn thấy hai cô gái ở bển? Mời em. Không có cảm xúc chị ơi. Không có cảm xúc chị ơi. Thì thật sự đối với em không quan trọng về cái đẹp hay không hay có tiền hay không. Nhưng mà em quan trọng hơn là ở cái cách đối xử, cách nói chuyện á. Em cảm thấy không có thiện cảm. Sự thật là vậy, tại vì tính em ngồi lắm. Khi người ta cho em cái gì thì em sẽ cho lại như vậy và hoặc nhiều hơn. Chứ tự nhiên có hai bạn hỏi anh không có cảm xúc thì người ta đã không có cảm xúc với mình, tại sao mình phải có cảm xúc lại? Trong khi luôn có một người chân thành ngồi kế bên. Dạ đúng rồi. Em chỉ đón nhận và cũng như sẽ đáp trả lại như vậy hoặc nhiều hơn đối với những người có cái. Còn không thì em đó là không mong cầu. Đó là sự thật sự trong giao tiếp. Mà cái đó thì tùy theo mỗi người. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với nhau về cái chủ đề ghen đi nha. À, em như nghĩ em có ghen không? Chủ đề ghen, ví dụ như em có cấm đoán bạn gái mình làm này làm kia, em có kiểm tra bóp, kiểm tra điện thoại bạn gái mình hay không? Em muốn tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của bạn, chứ em không muốn nó kiểm soát quá nhiều về vấn đề này. Nhưng mà ghen, vẫn ghen. Ghen mà ghen ngầm hay là ghen lồng lộn hay là có nói không hay là có đình đặt đi theo dõi rồi này kia không? Dạ, vấn đề này thì thường là sẽ không thể xảy ra, tại vì đơn giản là em chỉ ghen trong những lúc mà có thể là bạn đó chụp hình với một bạn nam nào đó mà có thân mật thì em có thể có một chút sự ghen tuông, nhưng mà em nghĩ là chị đó em sẽ có nghĩ một cái trường hợp khác, bởi vì em sẽ suy nghĩ về hai chiều chứ em không nghĩ về một chiều quá. Ok, cảm ơn em. Còn em thì sao? Trong tình yêu thì khi mình thương thì khi mà một phụ nữ của mình đi chung với người khác thì mình chắc chắn mình sẽ có ghen, nhưng mà đối với em thì em không có ghen nhiều. Nhưng mà nếu em có ghen, em sẽ tìm hiểu trước khi em làm gì đó, em sẽ tìm hiểu. Sau đó mình mới quyết định quen ghen hay không. Còn tôi chắc chắn tình yêu là ghen, chỉ cần người con gái của mình đi chung người khác mà thân mật hơn là chắc chắn mình sẽ ghen. Rồi, đó em nghĩ sao nếu như bạn gái của em mà muốn kiểm tra điện thoại của em? Tao chỉ bình thường. Yeah. À, có nghĩa là không thấy ngại, để cho cô ấy yên tâm, em sẵn sàng đưa luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ, đúng. À, rồi còn hai em gái, em. Kim em hơn. Thật sự khi mà nghe hai anh Tảo anh bộc lộ cái quan điểm thì em biết sao, tại vì cái công việc của em á, thật sự em có chia sẻ đôi chút thì cũng giống như lúc đại em đã nói, thì thường những người tới với em, người ta nói người ta chấp nhận được em, người ta sẽ bao dung, và em cần một cái người có sự bao dung. Tại vì nghề em làm mẫu ảnh thì ngoài chụp với các bạn nam ra thì chụp rất là nhiều, và em còn tiếp xúc với rất là nhiều nhiếp ảnh nữa. Kiểu chấp nhận cái công việc mình đang đều đặn. Dạ đúng rồi. Chứ thường thì hầu hết thì ai tới với em, người ta cũng nói là ô anh hiểu được vấn đề công việc của em và anh thích em, thích công việc của em, anh chấp nhận em ngay từ đầu, nhưng mà về sau thì lại không. Vì cần dần về thì sau đàn ông ta rất là ích kỷ, bản chất là dạ, như vậy. Dạ đúng rồi. Nếu mà nói không có thì không đúng. Mà ghen thì em thì trước giờ em không có, nói thật ra là em không có ghen, không có biết ghen. Em có ngại khi mà bạn trai của em thường xuyên kiểm tra điện thoại không? Dạ không. Dạ em có cho quyền em để mà kiểm tra điện thoại không bạn? À cái đó là em nếu mà làm như vậy thì mất đi cái quyền riêng tư của bạn rồi. Là cô bé này hiền quá vậy. Chắc là em cũng gửi tặng tới một người và hai anh bài hát đi. Ôi, tự tin lên nào. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, trên tay em cầm một đoá hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có một chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không, tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh thấy ở dưới hàng ghế khán giả là có người muốn về nhà với em rồi đó. Dễ thương. À, hai chàng trai thì luôn luôn mạnh mẽ. Bây giờ một cái cơ hội, hai chàng trai của mình có ai muốn qua nói gì với cái người bạn gái nào nữa hay không? Rồi em ạ. Em muốn thì em cứ làm. Được đi ha.
cho anh bắt tay em phát được không? Cái được này. Này một phát. Anh cũng muốn hỏi là em xin trong cái ngành nghề của em á, em có suy nghĩ gì khi mà mình quay về trở về gia đình của mình á, về nhà của mình, em có luôn có thể thể cảm xúc thật của mình như là mình hơi chỉ có một tí, em có. Dạ, cũng như lúc nãy em có chia sẻ là em có một cái điểm yếu là em hay bị kiểu bị nũng nịu á. Thật cả em đi ra ngoài thì đó là chuyện bên ngoài, em có thể mạnh mẽ nhưng về nhà thì em vẫn là một người phụ nữ, và lại là phụ nữ thì có cái quyền yếu đuối. Hồi nãy em còn nói em biết đúng không, một chút đúng không? Dạ, nhưng mà em ít khi nấu lắm. Ờ, không sao, anh có thể nấu mà. Dạ. Tại bản thân anh từng phải đi tự bản thân mình đi chợ nấu ăn là bình thường. Ở quê anh ở đâu? Quê anh ở Lâm Đồng. Khi hôm qua nắm tay cảm rồi, xúc, ông cảm xúc nói rồi. Quá nói luôn. Cái này ra quán tay. Mình nắm tay mình chứ. Không có quan trọng bằng mình nắm được trái tim của nhau đâu. Em nghĩ là vậy. Mình nắm tay thể mình đi về sau mình nắm không được. Vậy em cảm ơn anh rất là nhiều. À, nhắn rồi. Em muốn nói gì hả? Đối với em thì mọi tình cảm hay là mọi lời muốn nói thì nó là một kết quả bấm nút. À, không cần đi qua bển luôn hả? Đúng rồi. Rồi. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Em chỉ cần người phụ nữ đó là hiền. Nói chung là đảm đang và biết chăm sóc hai gia đình nội ngoại. Em thích cái sự thoải mái nên là em không thích cái sự ràng buộc lắm, bởi vì em là một phụ nữ hướng ngoại. Em không quan trọng nhiều nhưng mà em hy vọng là bạn nữ có thể biết nấu ăn một chút, bởi vì là thật em cũng biết nấu ăn, đi chợ như bao người. Không có gia trưởng, em không có quan trọng ngoại hình. Tính cách thì em muốn bạn đó có thể nghiêm túc một chút. Dạ, bấm. Hết thời gian à? Trước mắt là mình đã có một cặp đó. Màu xanh, màu đỏ, màu đỏ, màu xanh. Là chúng ta có một cặp. Hơi chéo, nhưng mà bây giờ sao vậy cô bé? Dạ. Vì sao cô không bấm? Em cũng không biết phải nói làm sao, cảm xúc nó hơi lẫn lộn. Nhưng mà em cảm thấy nó ở cái mức giống như tình bạn, tình tri kỷ. Chứ em chưa có cảm nhận được kiểu em cần một cái người nó thể hiện được cái sự mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Em cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc hiện tại của em thì có hơi một chút tiếc một xíu. Nhưng mà em thì bình thường lắm, tại vì lâu rồi em cũng chưa có bạn gái nè. Chàng trai có một cái gia tài rất là quý giá, đó là sự tự tin. Lòng tự tin em đâu hết rồi, phải tự tin lên chứ. Rồi, đô đầu tiên của chúng ta đứng trên giữa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Không cần bước qua nhắn nhủ gì, chỉ cần bấm nút ha. Chúc cho hai em sắp tới sẽ có những thời gian hẹn hò với nhau thật là thú vị nhé. Rồi bây giờ thì chị Tường xin tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và kính thưa quý vị, cặp đôi bấm nút thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ. Đó chính là một gói premium của ứng dụng hẹn hò Scoopable vừa được ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Pickupo, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm một nửa của mình. Trong ứng dụng này sẽ có được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Pickupo đã đồng hành cùng với chương trình. Và ứng dụng Pickupo đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Pickupo, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình cách nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại.